Anh cho em mượn, trả lại anh sau cũng được. Thế có khàn cổ không? Khát nước chưa? Sao anh lại ở đây? Chắc là do duyên số. Chắc tò mò lắm à? Nghĩ anh bám theo em à? Anh đi công việc với cả đối tác, tình cờ nhìn thấy em, anh cũng định bỏ qua đấy. Anh thấy em có vẻ không ổn, nhưng muốn hỏi em có làm sao không? Vậy anh cứ coi như không nhìn thấy em đi. Lúc này em không muốn gặp ai cả. Có vẻ trời cũng sắp tối rồi đấy. Khu vực này hay có mưa, nếu không thì sương cũng lạnh. Uống đi, mệt rồi đúng không? Vâng, em biết rồi. Anh cứ đi đi ạ. Muốn ở lại đây thì cũng được, nhưng ít nhất phải giữ ấm cho mình. Anh cho em mượn, trả lại anh sau cũng được. Hôm nay bố nấu canh móng giò đậu đỏ, giờ bố mang qua cho con. Con đang ở đâu gọi về cho bố biết nhé. Về nhà đi con. Bố đây con gái. Sao thế? Con khóc đấy à? Bình tĩnh nào. Mẹ muốn nói này. Con đang ở đâu đấy? Con đang ở homestay của cô Khánh Hà. Thế được rồi, bố yên tâm rồi. Hôm nay con làm bố với cả nhà lo quá, không biết con ở đâu, lại không gọi điện được. Con bị đẩy về mình, chắc con không tham gia được giải thi đấu lần này ạ. Con xin lỗi bố, con đã phụ công tin tưởng của bố rồi. Không, con không có lỗi gì cả. Ôi, chỉ là một giải đấu thôi mà, con còn nhiều giải phía trước nữa. Này, thế con cứ ở trên đấy nhá. Khi nào con thấy tâm trạng nó vui vẻ, nó thoải mái, con về cũng không sao. Thế bố lên với con nhá. Bây giờ con được nói chuyện với bố là con ổn hơn rồi. Nhưng mà con vẫn chưa muốn về. Con muốn ở một mình để suy nghĩ thêm ạ. Được rồi, được rồi. Làm theo ý con đi. Ăn uống gì chưa? Này, trên đó lạnh lắm đấy nhá. Có mang theo đủ áo ấm không?
Bố đừng có lo cho con gọi lại cho bố sau nhá. Con chào bố ạ.